chị ạ, em tên Khang, em năm nay cũng 23 tuổi. Xin chào các bạn, mình là Lương Thái Trân, mình là Á hậu Si Tài Năng Thế Giới năm 2017. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc, hiện tại là mình 32 tuổi. Chị là chị Liễu, năm nay chị 50 tuổi. Đây là hình của em trước khi em sử dụng thuốc nha chị. Thì chị cũng để thấy là nó cũng hơi được nhiều. Nhưng mà hiện tại thì với da mặt hiện tại thì nó em thấy là nó cũng tương đối đỡ rồi. Không có đặt nặng quá về vấn đề trắng da đâu. Nhưng mà khi mà mình dùng Robiowhite á thì mình cảm thấy là da mình sáng lên từ từ, không có trắng liền một lúc nha, không có trắng ảo, mà là sáng lên từ từ, mịn màng và khỏe hơn. Mình không có bị mụn, nổi mụn nước nhỏ nhỏ, không có dễ bị dị ứng. Đầu tiên mình sử dụng thử các Robiowhite thì cái mà mình cảm nhận được á thì cái thứ nhất là về tiêu hóa rất là tốt cho cái tiêu hóa, cái thứ hai nữa là cái da mình sáng hơn và hồng hào hơn. Và mình là thuộc dạng là da ngâm, cho nên là sau khi mà mình uống Robiowhite thì cái cảm giác là da nó trắng và nó hồng tự nhiên. Nửa tuần đầu thôi là bạn đã cảm nhận được là cái da nó sẽ sáng hẳn lên trên gương mặt mình rồi. Trắng thì không phải hẳn là trắng tinh đâu, nhưng mà sáng mình cảm nhận được là nó sáng rõ. Thuốc khoảng chừng 2 hộp là chị thấy nó rất là hiệu quả, da chị sáng màu ra. Và hôm nay là chị dùng tới hộp thứ 6 thì chị thấy da chị vừa da mặt và da cơ thể rất là sáng. Cảm thấy rất là dễ chịu, hài lòng và an toàn. Mình cảm thấy là tác dụng của Robiowhite mang lại là da mình rất sáng, lên tông, mịn màng và khỏe hơn ngày xưa rất là nhiều. Làm giảm không ạ? Mụn trên mặt của mình thì cũng đúng cái nhu cầu để cải thiện giảm mụn của em thì em thấy nó rất ok. Thì em cũng muốn là có thêm nhiều người sử dụng được. Em nghĩ em sẽ sử dụng tiếp đó này ạ.